Như Lai Viên Giác Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Giáo án Cao cấp Phật học. Tác giả: Hòa thượng Thích Từ Thông. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội. Phật lịch năm 2545. Tức năm 2001 dương lịch. Băng 2. Ví như người thợ làm bánh trung thu, trong lò bánh không có bột, đường, thịt, hạt, trứng, thì không làm sao có được bánh trung thu ngon lành trong thị trường trung thu tháng 8. Chương 8. Chỉ quán thiền có thể xoay vòng thay đổi thành 25 cách trong tiến trình tu tập. Bấy giờ Biện Âm Bồ Tát trước đại chúng đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dạy cho đại chúng trong hội này pháp tu chỉ, quán và thiền na là pháp môn rất hy hữu, nhưng với phương tiện đó, các Bồ Tát đã vào cửa viên giác rồi, phải tu tập thế nào đối với ba pháp ấy? Phật dạy, Như Lai viên giác thanh tịnh vốn không phải là đối tượng sở tu, dựa trên trình độ giác ngộ của chúng sanh và huyễn lực tu tập, hợp với khả năng của từng người. Bây giờ trên bước đường tu có thể xoay vòng thay đổi trước sau thành 25 cách. 1. Nắm giữ cực tỉnh, do cực tỉnh đoạn hết phiền não thành tựu rốt ráo, không rời đương xứ mà nhận lấy niết bàn. Đây gọi là pháp đơn tu Samatha. 2. Chuyên quán như huyễn, linh động trong việc độ sanh, thành Bồ Tát hạnh mà không mất tỉnh tuệ, đấy gọi là pháp đơn tu Tam-ma-bát-đề. 3. Chuyên trừ diệt các huyễn, thiên nặng đoạn phiền não, chứng được thật tướng, đây gọi là pháp đơn tu thiền na. 4. Nắm giữ lấy cực tỉnh và quán chiếu vạn pháp duyên sanh như huyễn, khởi hạnh tu như thế gọi là trước tu chỉ, sau tu quán. 5. Nắm giữ tỉnh tuệ và đoạn trừ phiền não vượt ra sanh tử ưu bi, pháp hành này gọi là trước tu chỉ, sau tu thiền. 6. Trước nắm giữ tỉnh tuệ, để đến linh động độ sanh như huyễn, sau đoạn trừ phiền não, thể nhập tịch diệt cảnh giới, pháp hành như thế gọi là trước tu chỉ, giữa tu quán và sau tu thiền. 7. Trước giữ lấy cực tỉnh, nhờ vậy đoạn trừ hết phiền não, sau khởi Bồ Tát hạnh hóa độ chúng sanh như huyễn, hành theo pháp này gọi là trước tu chỉ, giữa tu thiền, sau tu quán. 8. Trước giữ lấy cực tỉnh, nhờ vậy tâm đoạn trừ hết phiền não, và sau linh động độ sanh, xây dựng thế giới, hành theo pháp này gọi là trước tu chỉ, sau thiền và quán đồng tu. 9. Trước nắm giữ lấy cực tỉnh và linh động độ sanh như huyễn, sau đoạn trừ phiền não, pháp môn này gọi là trước đồng tu chỉ quán và sau tu thiền. 10. Do nắm giữ cực tỉnh và được tịch diệt trọn vẹn, sau khởi dụng độ sanh kiến lập thế giới, thành pháp môn này gọi là trước đồng tu chỉ và thiền, sau tu quán. 11. Tùy thuận linh động hóa độ chúng sanh, sau thu liễm vào, nắm giữ lấy cực tỉnh, hành pháp như thế gọi là trước tu quán, sau tu chỉ. 12. Do hóa độ chúng sanh mà được tịch diệt hoàn toàn, hành theo pháp này gọi là trước tu quán, sau tu thiền. 13. Linh động làm các Phật sự, mà vẫn an trụ trong tịch tỉnh và đoạn hết phiền não ưu bi, thành tựu như vậy gọi là trước tu quán, giữa tu chỉ và sau tu thiền. 14. Linh động làm tất cả việc lợi ích chúng sanh, mà vẫn đoạn trừ hết phiền não và an trụ trong cực tỉnh, thành tựu theo pháp môn này gọi là trước tu quán, giữa tu thiền và sau tu chỉ. 15. Vận dụng phương tiện trong việc độ sanh như huyễn, mà vẫn trụ trong cực tỉnh và tịch diệt, thành tựu kết quả này gọi là trước tu quán, sau đồng tu chỉ và thiền. 16. Linh động khởi dụng độ sanh như huyễn và an trụ trong cực tỉnh, sau hết đoạn trừ phiền não, thành tựu pháp môn đó gọi là trước tu đồng quán và chỉ, sau tu thiền. 17. Linh động trong sự nghiệp độ sanh, thường trụ trong tịch diệt mà không rời cực tỉnh, pháp môn này gọi là trước đồng tu quán và thiền, sau tu chỉ. 18. Nếu do sức tịch diệt mà được thanh tịnh đến cực tỉnh, thành tựu này gọi là trước tu thiền, sau tu chỉ. 19.
Nếu do sức tịch diệt mà khởi công dụng hóa độ chúng sanh như huyễn, đây gọi là trước tu thiền, sau tu quán. 20. Nếu do sức tịch diệt mà được cực tỉnh, rồi khởi dụng độ sanh, phát hành như thế gọi là trước tu thiền, giữa tu chỉ và sau tu quán. 21. Trước do sức tịch diệt mà khởi dụng hóa độ chúng sanh, sau quay về trụ trong cực tỉnh, thành tựu này gọi là trước tu thiền, giữa tu quán và sau tu chỉ. 22. Nếu do sức tịch diệt mà đi sâu vào chỗ cực tỉnh, từ cực tỉnh khởi công dụng linh động trong sự nghiệp hộ thế cứu chúng sanh, thành tựu pháp này gọi là trước tu thiền, sau đồng tu chỉ và quán. 23. Nếu do sức tịch diệt mà dẫn đến cực tỉnh, rồi khởi dụng lợi ích chúng sanh, theo pháp môn này gọi là trước đồng tu thiền và chỉ, sau tu quán. 24. Nếu do sức tịch diệt dẫn đến khởi công dụng linh động trong việc lợi ích chúng sanh, sau quay về cực tỉnh với trí tuệ trong sáng, thành tựu pháp môn này gọi là trước đồng tu thiền, quán và sau tu chỉ. 25. Nếu sử dụng tuệ nhãn, nhìn vạn pháp tánh tướng viên dung, không rời viên giác, thành tựu pháp môn này gọi là viên tu ba tự tánh, tùy thuận trọn vẹn chỉ, quán và thiền na. Này Biện Âm, đây là 25 cách xoay vòng thay đổi trước sau. Bồ Tát đều có thể theo đó mà tu hành, tùy căn tánh thích hợp. Tu theo phương thức nào cũng đều đạt đến kết quả trở về với Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh của chính mình. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Biện Âm, ông nên biết, tất cả các Bồ Tát, tuệ thanh tịnh vô ngại, đều nương thiền định sanh, ấy là Samatha, Amade, Thiền Na, ba pháp tu đốn tiệm, 25 cách xoay vòng, 10 phương các Như Lai, ba đời người tu tập, hết thảy đều nhân đó mà được thành Bồ Đề, chỉ trừ người đốn giác, bất tùy thuận tiệm tu, tất cả các Bồ Tát và chúng sanh đời sau, siêng tu theo pháp này, nhờ Phật lực đại bi, niết bàn thường hiện hữu. Lời trực chỉ. Chỉ, quán và thiền là ba pháp căn bản trong vô lượng pháp môn tu. Theo phương cách tu thông thường, trước phải tu chỉ, tiếp theo tu quán, sau là chỉ quán đồng tu, tức là thiền. Chỉ có công dụng như giới, quán có công dụng như định, và chỉ quán đồng tu có công dụng như tuệ. Công dụng của giới ví như cái bóng đèn, công dụng của định ví như ngọn đèn đứng yên, công dụng của tuệ ví như ánh sáng ngọn đèn tỏa sáng tròn đầy. Do bóng đèn, ngọn đèn đứng yên, do ngọn đèn đứng yên mới tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng tỏa ra sáng rọi mọi vật, soi sáng những chỗ cần soi sáng. Vì vậy cho nên chỉ, quán và thiền lẽ thường phải tu theo thứ tự. Giống như giới, định, tuệ, tam vô lậu học cũng tu theo thứ tự. Chủng tánh tiểu thừa và trong giai đoạn học tu tiểu thừa đều phải học và tu theo thứ tự như vậy. Kinh Như Lai Viên Giác thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa đại thừa, cho nên vượt ngoài khuôn khổ có tánh giáo điều. Người đại thừa cho rằng sự thực hành thứ tự cố định đó không cần thiết, mà nó còn kềm hãm khả năng nhảy vọt, hạn chế những phát huy sáng kiến trong tiến trình hành đạo và chứng đạo của con người. Ở chương 8 này, người đọc sẽ thấy rõ tinh thần phóng khoáng của đại thừa tư tưởng, rằng Phật Pháp bất định Pháp, nhất thiết chư Pháp, vô phi Phật Pháp, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Pháp Phật là Pháp bất định chứ không cố định. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp, và Phật Pháp ở khắp thế gian. Thành Phật không rời thế gian, cho nên dở chân lên hạ chân xuống cũng là Phật Pháp. Khư khư bảo thủ quả vị chứng đắc Bồ Đề Niết Bàn đã là sai. Khư khư chấp chặt thứ tự trước sau của Samatha, Tamma Bát Đề Thiền Na lại càng vô bổ. Vì vậy chỉ, quán và chỉ quán đồng tu có thể xoay vòng thay đổi trước sau thành 25 cách trong tiến trình tu tập, mà kết quả đem lại ai cũng được, tùy thuận viên giác diệu tánh giống nhau. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm thì 25 vị thánh đệ tử trình bày lên Phật về duyên cớ và dữ kiện chứng đắc viên thông.
Một, dựa trên lục căn chứng đắc viên thông. Một, ông Ana Luật Đà. Hai, ông Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba, ông Châu Lợi Bàn Đặc. Bốn, ông Kiều Phạm Ba Đề. Năm, ông Tất Lăng Già Bà Ta. Sáu, ông Tu Bồ Đề. Hai, dựa trên lục trần chứng đắc viên thông. Một, ông Ưu Ba Ni Sa Đà. Hai, ông Kiều Trần Như. Ba, ông Hương Nghiêm Đồng Tử. Bốn, ông Dược Vương và Dược Thượng. Năm, ông Bạc Đà Bà La. Sáu, ông Ma Ha Ca Diếp. Ba, dựa trên lục thức chứng đắc viên thông. Một, ông Xá Lợi Phất. Hai, ông Phổ Hiền Bồ Tát. Ba, ông Tôn Đà La Nang Đà. Bốn, ông Phú Lâu Na. Năm, ông Ưu Ba Ly. Sáu, ông Đại Mục Kiền Liên. Bốn, dựa trên thất đại chứng đắc viên thông. Một, ông Trì Địa Bồ Tát. Hai, ông Nguyệt Quang Đồng Tử. Ba, ông Ô Sô Sắc Na. Bốn, ông Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử. Năm, ông Hư Không Tạng Bồ Tát. Sáu, ông Đại Thế Chí Pháp Vương Tử. Bảy, ông Di Lặc Bồ Tát. Quả vị có thấp cao, giải thoát giống nhau không khác mấy. Căn trần thức giới thất đại đều là giữ kiện chứng đắc viên thông. Xin đọc Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương cùng một soạn giả từ trang 219, xuất bản năm 2001 sẽ được hiểu rõ hơn. Đọc Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương, ta thấy chư Bồ Tát chứng nhập pháp môn không hai, minh chứng rõ thêm về Phật Pháp là bất định Pháp và bất ly thế gian. Các Bồ Tát tiếp cận môi trường giữ kiện khác nhau, nhưng tất cả cũng đạt đến một mục đích là cùng chứng nhập pháp môn không hai. Một, Bồ Tát Pháp Tự Tại dựa trên sanh và diệt. Hai, Bồ Tát Đức Thủ dựa trên ngã và ngã sở. Ba, Bồ Tát Bất Thuấn dựa trên thọ và bất thọ. Bốn, Bồ Tát Đức Đảnh dựa trên cấu và tịnh. Năm, Bồ Tát Thiện Tú dựa trên động tâm và niệm tưởng. Sáu, Bồ Tát Thiện Nhãn dựa trên tướng nhất và tướng vô. Bảy, Bồ Tát Diệu Tý dựa trên tâm Bồ Tát và tâm thanh văn. Tám, Bồ Tát Phất Sa dựa trên thiện và bất thiện. Chín, Bồ Tát Sư Tử dựa trên tội và phước. Mười, Bồ Tát Sư Tử Ý dựa trên hữu lậu và vô lậu. Mười một, Bồ Tát Tịnh Giải dựa trên hữu vi và vô vi. Mười hai, Bồ Tát Na La Diên dựa trên thế gian và xuất thế gian. 13. Bồ Tát Thiện Ý dựa trên sanh tử và niết bàn. 14. Bồ Tát Thiện Kiến dựa trên tận và bất tận. 15. Bồ Tát Phổ Thủ dựa trên ngã và vô ngã. 16. Bồ Tát Điển Thiên dựa trên minh và vô minh. 17. Bồ Tát Hỷ Kiến dựa trên sắc và không. 18. Bồ Tát Minh Tướng dựa trên tứ đại và sự sai khác của không đại. 19. Bồ Tát Diệu Ý dựa trên nhãn căn và sắc trần. 20. Bồ Tát Vô Tận Ý dựa trên bố thí và hồi hướng nhất thiết trí. 21. Bồ Tát Thâm Tuệ dựa trên không, vô tướng, vô tác. 22. Bồ Tát Tịnh Căn dựa trên Phật, Pháp và Tăng. 23. Bồ Tát Âm Vô Ngại dựa trên thân và thân diệt. 24. Bồ Tát Thượng Thiện dựa trên thân, khẩu, ý. 25. Bồ Tát Phước Điền dựa trên làm phước, làm tội, làm không phước, không tội. 26. Bồ Tát Hoa Nghiêm dựa trên từ bản ngã khởi chấp. 27. Bồ Tát Đức Tạng có tướng sở đắc. 28. Bồ Tát Nguyệt Thượng dựa trên tối và sáng. 29. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ dựa trên ham mộ niết bàn và nhàm chán thế gian. 30. Bồ Tát Châu Đảnh dựa trên chánh đạo và tà đạo. 31. Bồ Tát Nhào Thật dựa trên thật và không thật. 32. Bồ Tát Văn Thù dùng ý phân biệt là sai, ngôn ngữ luận bàn không đến được. 33. Cuối cùng, trưởng giả Duy Ma Cật dựa trên lặng im và lặng im. Xin đọc kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Đề Cương cùng một soạn giả. Tóm lại, chỉ quán và chỉ quán đồng tu, hành giả có thể hành theo thứ tự cũng đạt đến kết quả tùy thuận biên giác diệu tánh và xoay vòng thay đổi trước sau thành 25 cách tu, cùng đem lại kết quả giống nhau. Căn trần thức
thất đài dữ kiện khác nhau mà cùng chứng đắc viên thông giống nhau, nhận thức khác nhau, môi trường phản tỉnh khác nhau, nhưng cùng chứng nhập pháp môn không hai giống nhau. Chương 9. Chứng ngộ liễu giác là pháp chướng ngại Bồ Đề. Bây giờ Bồ Tát Tịnh chưa nghiệp chướng, trước đại chúng đứng dậy, đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Đấng Đại Bi Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn vì chúng con chỉ dạy rõ về nhân địa tu hành của chư Phật trong hằng sa kiếp, khiến cho đại chúng trong hải hội này được điều chưa từng có. Chúng con hết sức thâm cảm vui mừng. Số 1. Kính bạch Thế Tôn, tâm viên giác vốn thanh tịnh, vậy do duyên cớ gì lại có nhiễm ô, khiến cho chúng sanh mê mờ không được ngộ nhập? Cuối mong Thế Tôn khai ngộ cho hậu thế chúng sanh mối nghi lầm ấy, ngõ hầu có được đạo nhãn tương lai. Phật dạy: Tịnh chưa nghiệp chướng, ông hãy thận trọng lưu tâm nghe cho kỹ điều hệ trọng này, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ dạy. Số 2. Này tịnh chưa nghiệp chướng, tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp vì vọng tưởng khởi chấp nặng sâu về bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ mệnh. Bốn tướng đó vốn không có cái ngã thể chân thật, thế mà chúng sanh điên đảo vọng chấp không rời. Từ vọng chấp sanh ra ý niệm ghét thương, từ ghét thương chồng thêm vọng chấp khác, vọng lại sanh vọng, cứ thế mà nhân lên đến đỉnh cao cứu cánh. Vọng thành tham, sân, si, mạng, các nghiệp hữu lậu. Từ đó vọng thấy có luân hồi sanh tử. Người khởi tâm nhàm chán sanh tử, lại vọng thấy niết bàn. Do vậy chúng sanh không vào được cảnh giới viên giác thanh tịnh. Không vào được, không phải cảnh giới viên giác ngăn cản không cho, mà tại chúng sanh đánh mất tiêu chuẩn, cho nên không đủ điều kiện để vào. Vào hay không do người, viên giác thanh tịnh không có tướng vào ra. Nên biết, chúng sanh khởi niệm hay ngưng niệm đều thuộc phạm trù mê muội, bởi vì tất cả chúng sanh không có tuệ nhãn để cho vô minh sanh khởi từ vô thỉ làm chủ tể đời mình, cho nên thân tâm trở thành công cụ biểu hiện của vô minh, khó mà trừ diệt. Ví như con người không ai nỡ tự giết chết mạng sống của mình. Vì vậy nên biết, có yêu bản ngã thì người ta nuông chiều theo bản ngã. Nếu ai không thuận chiều, bèn sanh lòng oán ghét. Lòng yêu ghét lại nuôi lớn vô minh thêm, cho nên tu hành cầu đạo thì nhiều, mà ít người thành Phật. Ngã tướng là thế nào? Ngã tướng là cái tướng mà chúng sanh cho rằng do công tu hành của mình mà mình được chứng. Ví như người thân thể khỏe mạnh, chợt quên lửng mình, chẳng màng để ý mình là ai. Một hôm, trái gió trở trời, lương y đến châm cứu, bấy giờ mới cảm nhận ta bị đau quá. Do châm cứu, người bệnh có cảm nhận ta đau, cho rằng mình được chứng, là lúc hành giả tỏ lộ bản ngã chấp mắt của mình. Này tịnh chưa nghiệp chướng, khởi tâm cho rằng được chứng là một ngã tướng, dù cho chứng đắc vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, cũng đều là một hình thức ngã tướng mà thôi. Nhân tướng là thế nào? Nhân tướng là cái tâm ngộ, cái tâm nhận thức rằng ngã tướng là cái không có thật, không nên chấp mắt ngã tướng. Tâm tỏ ngộ đó chính là nhân tướng. Tâm tỏ ngộ đó dù ngộ niết bàn viên mãn cũng là bản chất từ ngã tướng, cho nên gọi đó là nhân tướng. Chúng sanh tướng là thế nào? Chúng sanh tướng là cái vượt sâu hơn tướng chứng và ngộ trên. Nhận thức và phán đoán hai tướng chứng và ngộ đều phát xuất từ bản chất ngã tướng, chưa đúng chân lý ưng vô sở trụ. Chúng sanh tướng ở đây, tức là tướng liễu, vì tính chất liễu tri sâu sắc của nó đối với quá trình chứng ngộ. Thọ mạng tướng là thế nào? Thọ mạng tướng là cái tâm thanh tịnh, sáng soi tỉnh giác. Tâm tỉnh giác này sâu thẳm, có khả năng nhận thức cả tính chất liễu tri vi tế thuộc phạm trù chúng sanh tướng ở trên. Khả năng nhận thức thẩm sâu đó gọi là giác. Vì vậy thọ mạng tướng tức là tướng giác vi tế thẩm sâu, ví như mạng căn trong một con người. Tâm tỉnh giác sáng soi, dù vi tế cũng vẫn chưa rời trần cấu. Bởi lẽ còn giác thì còn có năng giác, sở giác hiển nhiên. Phải học cách tư duy chân lý
như người nhìn cảnh tượng băng tan trong vạt nước sôi. Băng tan hết rồi, không còn gì lưu lại. Nếu còn sót lại ý niệm biết băng tan, ý niệm đó còn lệch lạc, chưa viên dung vào thực tướng. Tánh giác để nhận biết chứng ngộ liễu là chưa phải chân lý, nhưng tánh giác đó vẫn chưa hòa tan cùng chân lý. Vì vậy giác là thọ mạng tướng trong tứ tướng. Nó vẫn là pháp chướng ngại, khiến cho con người cần khổ tu hành nhiều kiếp mà không được thành thánh quả. Vì nhận ngã là niết bàn, vì cho rằng có chứng có ngộ, ví như người nhận giặc làm con, của cải trong nhà sẽ bị mất hết. Bởi vì có ái ngã thì cũng ái niết bàn. Bởi vì niết bàn do trừ diệt gốc ái mà hiển hiện. Ghét ngã thì cũng ghét sanh tử. Ghét sanh tử cũng không gọi là giải thoát. Chúng sanh không biết nguồn gốc sanh tử chính là ái. Vì vậy, trong quá trình tu tập được thanh tịnh chút ít do là chứng đắc, điều đó nói lên cái chất ngã tướng chưa được dứt trừ. Vì thế cho nên, nếu có ai khen thì vui mừng phấn khởi, nếu bị bài bán thì giận dữ hận thù. Dựa trên tâm lý và hành động ấy mà biết rằng ngã tướng của người này còn tiềm phục trong tàn thức, du hí qua các căn không lúc nào gián đoạn. Số 3. Này tịnh chư nghiệp chướng, người hành đạo mà không dứt trừ ngã tướng thì không thể vào được biển viên giác tịch diệt Như Lai. Nếu người tỏ ngộ ngã vốn không thì sẽ không còn thấy người hủy bán mạ nhục mình, bằng ngược lại thấy rằng ta là bậc tôn sư, là người thuyết pháp tế độ chúng sanh, thì biết người đó chưa đoạn trừ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Tịnh chư nghiệp chướng. Những người tu hành hậu thế, thuyết bệnh và cho là thuyết pháp, cho nên Phật gọi là những kẻ đáng thương. Dù siêng năng tu hành khó nhọc, nhưng chỉ làm tăng thêm bệnh, không thể vào được biển giác thanh tịnh Như Lai. Người tu hành không hiểu rõ tứ tướng, lấy kiến giải và pháp hành của Như Lai làm của mình, cho nên tu mãi mà chẳng được gì. Hoặc có hạng người chưa được, nói được, chưa chứng, nói chứng, thấy ai tu hành thắng tấn, sanh tâm ganh ghét tị hiềm. Hạng người này cùng trong số chưa đoạn trừ ngã ái, không thể vào nhà viên giác thanh tịnh. Này tịnh chư nghiệp chướng, chúng sanh đời sau mong cầu chứng đắc mà không mong cầu tỏ ngộ chân lý, tu hành như thế chỉ tăng trưởng ngã mạn, chồng chất cao thêm ngã kiến. Riêng hạng người siêng năng hằng phục phiền não, khởi tâm đại dũng mãnh, chưa chứng khiến chứng, chưa đắc khiến đắc, chưa đoạn khiến đoạn tham sân si mạng đối cảnh, tâm không sanh ta, người, ân oán tất cả đều vắng lặng. Phật nói người đó lần lần sẽ được thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng. Này tịnh chư nghiệp chướng, thiện tri thức là một trợ duyên trong đường tu tập. Tìm thiện tri thức phải tránh xa người tà kiến. Trong việc tìm cầu mà có xen tâm yêu ghét thì không thể vào được biển viên giác thanh tịnh. Bây giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Tịnh nghiệp ông nên biết, tất cả các chúng sanh đều do chấp ngã ái, vô thủy vọng luân hồi, vì chưa trừ tứ tướng, không được thành bồ đề, tâm thương ghét còn sanh, niệm lọc lừa chưa dứt, thì còn nhiều mê muội khó vào đến giác thành. Muốn quay về bản giác, trước bỏ tham sân si, tâm ái pháp không còn, lần lần bèn thành tựu, thân ta còn không có, thương ghét chỗ nào sanh, hiện hữu với người này, sẽ không rơi tà kiến, tâm nếu còn thương ghét, quả giải thoát xa vời. Lời trực chỉ. Số 1. Tâm viên giác vốn thanh tịnh, duyên cớ gì lại có nhiễm ô? Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng nêu câu hỏi giá trị vô cùng. Một câu hỏi đem lại lợi ích lớn lao cho chúng sanh hậu thế. Là đệ tử Phật, muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, theo vết chân Phật, phải hết sức quan tâm, để một lần nữa xác định rằng, tâm viên giác của tất cả chúng sanh, cũng như tâm viên giác của chư Phật xưa nay, vốn thanh tịnh. Vấn đề quan tâm ở đây là vấn đề nhiễm ô và duyên cớ nhiễm ô. Tư duy câu hỏi, ta thấy Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng dụng ý, vạch ra hai con đường cho người tu hành hậu thế.
hoặc các vị sẽ thắng, hoặc các vị bị thua sau khi nghe Phật giải đáp. Ngoài ra không còn con đường nào khác, khắc phục triệt tiêu được duyên cớ sẽ thắng, không khắc phục triệt tiêu được duyên cớ sẽ bị thua, thì dù có cần khổ tu hành mà vẫn không thành Phật đạo. Vấn đề nhiễm ô có thiên hình vạn trạng, có thứ nhiễm ô hạ cấp con người, khiến cho rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có thứ nhiễm ô khiến cho con người không còn phẩm chất tư cách đạo đức giá trị của con người, làm mất hết lẽ sống hạnh phúc của con người. Có thứ nhiễm ô chướng đạo làm cho con người dù có ý chí cao thượng, muốn vượt ra sanh tử tầm thường, gắng công cần khổ tu hành mà không thành tựu như mong muốn. Số 2. Tất cả nhiễm ô có nhiều, có ít, có nặng, có nhẹ khác nhau. Theo lời Phật dạy thì nó phát xuất từ căn bản ở một chữ chấp. Tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp, vì vọng tưởng mà khởi chấp nặng sâu về bốn thứ, đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ mệnh tướng. Chấp có hai cách. Một, chấp cụ thể. Lối chấp này biểu hiện qua các thứ nghi lễ, các tập quán lâu đời, xưa bày, nay làm. Dù nghi lễ tập quán đó phản tiến hóa đối với nhân loại và phi chân lý. 2. Chấp trừu tượng. Đây là lối chấp phát khởi từ tâm lý, từ khái niệm, tin tưởng ở thần thánh vu vơ, tin có đấng thiêng liêng có quyền uy, ban phước cho người này, giáng họa cho kẻ nọ. Chấp có quả bồ đề, ta sẽ chứng. Có cảnh niết bàn, ta sẽ nhập. Tất cả kiến chấp như vậy đều phát sanh từ vọng tưởng sai lầm, mà căn nguyên là ngã tướng. Từ cái tôi, khởi niệm vì tôi, cho tôi, của tôi, đó là biểu hiện ngã tướng lộ diện xuất đầu. Ý niệm về tôi đã khởi, thì ngay nơi đó đã vướng mắc cả đủ bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ mệnh. Bởi vì bốn tướng đó không thể tách rời ra. Khởi ý niệm chứng đắc là vướng mắc vào ngã tướng rồi. Ngộ, liễu, giác, ba tầng lý trí nhận xét phê phán và phủ định ý niệm chứng đắc ban đầu. Dù vậy, chúng vẫn chưa ly ngã tướng, cho nên chúng trở thành đối tượng của ngã tướng mà thôi. Lục Tổ Huệ Năng bảo, khởi niệm thương là đã mắc vào ngã tướng, móng khởi ý niệm thiện vẫn mắc vào ngã tướng. Số 3. Văn nhi tư, tư nhi tu. Phải học đạo rồi mới hành đạo. Không học đạo mà hành đạo, ví như lái phi cơ mà không có la bàn định hướng, có thể bay xa, bay nhiều giờ mà không đến đích. Phải ngộ đạo rồi mới có ngày thành tựu đạo. Chúng sanh mong cầu chứng đạo mà không cầu tỏ ngộ chân lý là một sai lầm trầm trọng. Cho nên tu thì nhiều mà ít có người thành Phật. Diệt trừ bốn tướng chấp, đối cảnh không động tâm. Phật nói, người như thế không lâu sẽ đạt đến bồ đề niết bàn vô thường. Chương 10. Tác nhậm chỉ diệt là bốn căn bệnh trở ngại tiến trình về nhà Như Lai viên giác. Số 1. Bấy giờ Phổ Giác Bồ Tát trước đại chúng đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sanh đời sau cách Phật ngày xa, hiền thánh ẩn dật, tà giáo xuất đầu, vậy phải cầu học với hạng người nào, nương pháp chi, hành những hạnh gì, trừ bỏ những gì là bệnh, và phát tâm như thế nào khiến cho những người chưa có mắt tuệ khỏi rơi vào tà kiến. Thưa hỏi xong, Bồ Tát Phổ Giác ngũ thể lễ sát đất rồi trở về bản vị. Phật dạy Phổ Giác, ông khéo hỏi Như Lai những điều tế nhị có thể khiến cho chúng sanh có được đạo nhãn vô úy ở đời sau. Số 2. Này Phổ Giác, chúng sanh đời sau muốn phát ý đại thừa, tâm cầu thiện tri thức và muốn tu hành thì phải tìm người chánh tri kiến, tâm không trụ chấp các tướng, không vướng mắc trong tư tưởng của hàng thanh văn duyên giác. Bề ngoài thì biểu hiện trần lao, nhưng tâm hằng thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn khen ngợi phạm hạnh, không xúi dục người sống trái luật nghi. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Chúng sanh đời sau gặp được những người như thế, phải nên cúng dường cho đến không tiếc thân mạng. Này Phổ Giác, người thiện tri thức ấy đối với pháp sở chứng đã tự viễn ly bốn bệnh rồi. Bốn bệnh là những bệnh gì? Số 3. 1. Bệnh tác. Giả như có người nói,
Vì cầu viên giác tôi phải làm, phải phấn đấu phát tâm, chuyên tu khổ hạnh, phải ít ngủ bớt ăn, nhưng chánh nhân để vào nhà viên giác không phải do làm mà được, vì vậy gọi tác là một chứng bệnh. 2. Bệnh nhậm. Giả như có người nói, tôi không cần đoạn trừ sanh tử, cũng chẳng mong chứng được Niết Bàn. Niết Bàn và sanh tử không cần phải mong muốn hay đoạn trừ, cứ mặc kệ buông trôi theo dòng pháp tánh. Nhưng tánh viên giác không phải là tánh mặc kệ buông trôi, vì vậy gọi nhậm là một chứng bệnh. 3. Bệnh chỉ. Giả sử có người nói, trên đường tu hành, tôi chỉ cần ngưng bặt niệm lự để hợp với tánh tịch nhiên của viên giác. Ý tưởng đó không đúng, vì tánh viên giác không phải là tánh ngưng bặt, vì vậy gọi chỉ là một thứ bệnh. 4. Bệnh diệt. Giả sử có người nói, tôi nay đoạn trừ tất cả phiền não, thân tâm, căn trần, vì tất cả là cảnh giới hư vọng, cần phải đoạn diệt. Nhưng viên giác không phải là tướng đoạn diệt, vì vậy cho nên gọi diệt là một chứng bệnh. Trên đường tu cần phải xa rời bốn chứng bệnh như vậy. Xa rời bốn bệnh tức là xa rời những cái nhân, phi nhân, không phù hợp chân lý. Số 4. Này Phổ Giác, chúng sanh đời sau muốn tu hành phải hết lòng cúng dường phụng sự gần gũi người thiện tri thức của mình. Ở gần thì một lòng kính trọng, ở xa phải luôn nhớ những ý tốt lời lành. Nếu người có biểu lộ những cảnh bằng lòng hoặc trái ý, hãy quán niệm như chẳng có gì, thân tâm của mình, của mọi người, đều đồng thể bình đẳng. Nên nhớ chúng sanh không được thành đạo, do có những quan niệm thương, ghét, ta, người, hơn, thua, tốt, xấu. Nếu có người xem oan gia như cha mẹ, không có ý tưởng hai, ân oán bình đẳng, không khởi tâm thương ghét, Như Lai nói người như thế không bao lâu sẽ vào đến nhà viên giác. Này Phổ Giác, chúng sanh đời sau muốn cầu viên giác phải phát lời thệ nguyện, tất cả chúng sanh cùng tận thế hư không, tôi đều phụng sự khiến cho họ được vào nhà Như Lai viên giác và chừa bỏ tất cả ý niệm triền phược, bỉ thử, ngã nhân. Người phát tâm tu hành như vậy sẽ không rơi vào tà kiến. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Phổ Giác ông nên biết, hầu thế các chúng sanh, muốn cầu thiện tri thức, nên cầu người chánh kiến, tâm không ở nhị thừa, pháp hành ly bốn bình, là tác, nhậm, chỉ diệt. Ở gần thì tôn kính, cách biệt nhớ lời răn, khi thấy hiện tướng gì, nên sanh lòng hy hữu, kính như Phật tại thế, không phạm các oai nghi, giới căn đều thanh tịnh, độ tất cả chúng sanh, trọn vào nhà viên giác, bỉ thử ngã nhân tướng, dùng tuệ giác chiếu soi, đường tu y chánh pháp, tà kiến khỏi rơi vào, ngày về nhà viên giác, Niết Bàn bến gần kề. Lời trực chỉ số 1. Ngã nhân chúng sanh họ mệnh là bốn chứng bệnh chướng ngại bồ đề, tác nhậm chỉ diệt lại cũng là bốn chứng bệnh cắt đứt con đường Niết Bàn. Ngã nhân chúng sanh thọ mệnh phát sanh từ nơi chấp, tác nhậm chỉ diệt lại cũng phát sanh từ chấp. Ngã nhân chúng sanh thọ mệnh phát sanh từ nơi chấp ngã tướng, tác nhậm chỉ diệt phát sanh từ nơi chấp pháp tu. Dù chấp ngã tướng hay chấp pháp tu, căn nguyên vẫn là chấp. Trên đường tu Phật, chấp là điều cấm kỵ đứng đầu trong những gì cấm kỵ. Số 2. Trên đường tu, thiện tri thức rất là quan trọng. Thiện tri thức có 3 hạng. Giáo thọ thiện tri thức, tức là bậc thầy dẫn dắt giảng dạy chánh pháp cho ta. Đồng hành thiện tri thức là những người cùng một lý tưởng, cùng phát chí tu hành, cùng mong cầu giải thoát giác ngộ. Ngoại hộ thiện tri thức là những người bảo hộ cho ta được yên ổn, được có đủ điều kiện tốt để ta hành đạo. 3 hạng người đó là thiện tri thức của ta. Tuy nhiên những người đó phải là người chánh tri kiến, người không vướng mắc các tướng, người không có tư tưởng cục bộ tiểu thừa. Người thiện tri thức của ta phải là người đại thừa phóng khoáng, bề ngoài như tùy thuận trần lao mà tâm thường viễn ly và thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn luôn ngợi khen phạm hạnh, không hưởng ứng và tùy hỷ với những người có hành động trái phạm luật nghi. Người thiện tri thức như thế
đối với pháp sở chứng đã viễn ly bốn bệnh, phải nên tôn trọng cúng dường người thiện tri thức như vậy cho đến không tiếc thân mạng. Số 3. Một bệnh tác. Chữ tác có nghĩa là làm. Làm có vẻ tích cực, nhưng việc làm không đúng chánh nhân giải thoát. Thực ra tu hành cốt yếu là đoạn phiền não, diệt vô minh, vun bồi trí tuệ để nhận thức chân lý, để sống hợp chân lý, để có giác ngộ giải thoát và để tự mình thọ dụng sự giải thoát giác ngộ đó trong cuộc sống hiện tại cũng như mãi mãi ở tương lai. Mục đích của chư Phật ba đời đều như vậy cả. Ở người bệnh tác thì trái lại, họ dụng ý bài vẽ, nay lập đạo tràng này, mai ấn định nghi thức nọ, trì luyện canh khuya, cẩn cầu suốt tối, ép sát hành thân. Làm như thế chỉ khổ công mà vô ích. Người tu hành như thế gọi là người mắc phải chứng bệnh tác. 2. Bệnh nhậm. Nhậm có nghĩa là buông trôi, không làm hết, sống với dáng vẻ đờ đẫn, thẫn thờ mặc cho thế cuộc. Người tu hành là tinh tấn cần cù với tất cả thiện nghiệp, lợi ích cho đời, cho tất cả chúng sanh. Nhưng khác hơn người thường là làm mà không thấy mình làm. Làm với tâm thành ưng vô sở trụ, chứ không phải như kẻ ăn xổi ở thì ứng hờ với thế cuộc. Không làm gì hết, thờ thẫn buông trôi, không phải là thiện. Không làm gì hết mà hy vọng chứng đắc Bồ Đề Niết Bàn, thể nhập Như Lai viên giác diệu tâm, rõ là hạng người tham lam mà không đếm xỉa gì lý trí. Vì vậy gọi nhậm là một chứng bệnh. 3. Bệnh chỉ. Chỉ có nghĩa là chặn đứng, là ngưng bặt, diệt hết ý niệm tư duy. Người tu hành phải là người giàu tư duy và rất cần trí tuệ để tư duy nhận thức chân lý. Chánh tư duy là một trong tám con đường chánh. Tư duy không phải là vọng tưởng. Người nhiều vọng tưởng không phải là người giàu tư duy. Ngưng bặt chánh tư duy, con người trở thành vật vô tri vô giác như hình nộm, như tượng đất, ích lợi gì cho ai? Lợi cho đời còn không có, mong gì thành tựu đạo quả. Vì vậy chỉ là một thứ bệnh chướng ngại Bồ Đề Niết Bàn. 4. Bệnh diệt. Diệt có nghĩa là triệt tiêu, hủy diệt hết. Đức Thế Tôn thành tựu vô thượng Bồ Đề chính là lúc tam minh ở trong Ngài hiển hiện. Trí tuệ của Đức Thế Tôn lúc bấy giờ bừng tỏ rạng, mà người đời gọi là rực ánh hào quang. Từ Bồ Đề thọ hạ cho đến Ta La song thọ nhập Niết Bàn, Đức Phật không có lúc nào không sử dụng tuệ giác để làm lợi ích cho chúng sanh, bằng sự nghiệp giáo hóa suốt 49 năm của đời Ngài. Nhìn tấm gương sáng rực ánh hào quang của Đức Phật thì ra Đức Phật chẳng có lúc nào diệt tư duy và trí tuệ. Căn trần không có lỗi, dụng công diệt nó để làm gì? Vả lại, có muốn diệt cũng không sao diệt được. Vô minh huyễn vọng, không vọng chẳng tìm có vô minh. Diệt thân tâm lại trở thành kẻ điên cuồng tự sát. Vì vậy kẻ tu hành dụng ý diệt, vô tình lại mang thêm chứng bệnh, khiến cho đường thẳng Niết Bàn bị cắt đứt, không thể tiến lên. Số 4. Diệt trừ bốn tướng. Ta lánh bốn bệnh, quán thân bình đẳng, rửa sạch thị phi. Phật nói, người như thế không lâu sẽ đến nhà Như Lai viên giác. Chương 11. Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na trên bước đường tu tập. Bấy giờ viên giác Bồ Tát trước đại chúng đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, đại chúng trong hải hội đã được Phật chỉ dạy rõ con đường trở về nhà viên giác. Những người sơ cơ hậu thế đã tỏ ngộ Như Lai viên giác diệu tâm rồi. Đối với ba pháp Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na, phải tu pháp nào trước? Cúi mong Như Lai vì chúng sanh hậu thế dạy rõ, khiến cho họ được gọi nhuần mưa pháp. Số 1. Phật dạy: Này viên giác, Phật còn trụ thế hay đã nhập Niết Bàn, những chúng sanh có chủng tánh đại thừa tin Như Lai viên giác diệu tâm là kho tàng bí mật của chư Phật, thì có thể ở chốn tòng lâm trụ nơi am tự, hoặc ở tại tư gia y theo ba pháp trước sau thay đổi thành 25 cách như Thế Tôn đã dạy, thì kết quả không có gì sai khác. Nếu có duyên cớ thì có thể kiến lập chỗ tu riêng, định kỳ hạn 120 ngày, 100 ngày hoặc 80 ngày tùy ý,
tư duy chân chánh, quán niệm chân chánh là nền tảng trong vô lượng pháp môn tu. Dù Phật tại thế hay đã niết bàn, người quán niệm tư duy đúng pháp thì sẽ có kết quả khinh an giải thoát, khởi ý tiến tu, phải y cứ đại thừa, hành tịch diệt hạnh, lấy đại viên giác làm đối tượng sở quy và quán chiếu thật tướng trên lộ trình cầu tiến, thân tâm hướng vào bình đẳng tánh trí, phải xác định tự tánh niết bàn, không lúc nào tách rời cuộc sống hiện tại. Người phát khởi ý hướng đại thừa, tu tập viên giác, an trụ chỗ nào, thì chỗ đó được xem như cảnh già lam. Số 2. Này viên giác, nếu tùy theo tâm tánh của đa số, thì có thể tu pháp Samatha trước. Samatha có công dụng chặn đứng vọng tưởng, đem lại cho hành giả một trạng thái tịch tỉnh khinh an. Từ trạng thái tỉnh khinh an, có thể phát sanh tuệ giác để nhận thức chân lý trên đường tu tập tiếp theo. Nếu người tâm nhiều vọng động, cần tu tam ma bát đề trước, vì có đối tượng sở quán, họ mới dễ được tĩnh tâm. Hai pháp môn chỉ quán trên, nếu chưa thích hợp, thì hành giả có thể tu tập thiền. Thiền là pháp tu tư duy, tùy thuộc căn tánh sở thích. Nếu pháp đối tượng tư duy không thích hợp, thì lâu có kết quả hoặc không đem lại kết quả, thậm chí phản tác động, có hại, người tu cần thận trọng lưu tâm. Tư duy đếm hơi thở là pháp phổ thông cho mọi người ham mộ pháp môn thiền, trên bước đường sơ cơ tu tập. Chọn một trong ba pháp nào cũng có thể đem lại sự khinh an giải thoát, vấn đề trước sau không có gì trở ngại. Riêng hạng người ba pháp tu cùng một lúc thành tựu viên mãn, thì đó là hình ảnh của Như Lai xuất hiện trên cõi đời. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: viên giác ông nên biết, tất cả các chúng sanh muốn cầu vô thượng đạo, có thể lập định kỳ, tu tập chánh tư duy, Tamatha chỉ tức, Tamade quán niệm, thiền na sổ tức môn, tam tịnh quán đồng thời, chuyên cần tu viên mãn, là Phật hiện ra đời. Người độn căn tiểu trí, sám hối nghiệp lậu xưa, các chướng diệt hết rồi, cảnh Phật bèn hiện. Lời trực chỉ số 1. Pháp chỉ quán và thiền na có thể thay đổi trước sau thành 25 cách như lời Phật dạy ở chương 8 trước kia. Tùy người tùy hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng nếu sự tu hành thanh tịnh như nhau thì kết quả ngang nhau, không hơn kém. Vấn đề quyết định trước hết phải là người chủng tánh đại thừa, tinh sâu và xác định Như Lai viên giác diệu tâm là tâm tánh vốn có của mình. Về chỗ ở để tu không quan trọng, mà quan trọng ở chủng tánh. Ở trí tuệ sáng suốt quyết định lòng tin hiểu đối với chân lý, với Như Lai viên giác diệu tâm. Ở chùa tu cũng được, ở tại gia tu cũng được, lập riêng một chỗ nào đó ở tu cũng được, sức tinh tấn và thanh tịnh ngang nhau, thì quả giải thoát giác ngộ bằng nhau. Ấn định kỳ hạn 80 ngày cũng được, 120 ngày cũng được, điều đó do hoàn cảnh và khả năng phát nguyện của mỗi người. Vấn đề then chốt vẫn là phát ý đại thừa, để Như Lai viên giác làm đối tượng quay về. Số 2. Theo tâm lý thông thường thì nhiều người thích hợp với pháp tu chỉ trước, rồi kế đó tu quán. Tuy vậy, cũng có người nhờ vận dụng quán trước thì chỉ mới tỉnh được. Như trên đã nói, việc đó tùy người. Chỉ quán mà chưa điều phục được vọng tâm, thì tu thiền na áp dụng phương pháp phổ thông cơ bản là sổ tức quán, theo dõi hơi thở và đếm hơi thở ra vào. Pháp môn này là một phương tiện cột tâm rất hữu hiệu. Những bậc cao tăng uyên thâm đạo vị, các ngài thường sử dụng cả ba pháp trong cuộc sống hàng ngày mà không có khởi ý dụng công. Nếu người an trú trong chỉ quán và thiền na không xen tạp tưởng, Phật nói đó là hình ảnh Như Lai xuất hiện ở cõi đời. Chương 12. Biển cả dung chứa nước hết thảy sông ngòi khe lạch, viên giác đại thừa giáo lợi ích khắp căn cơ. Bấy giờ hiền thiện thủ Bồ Tát trước đại chúng đảnh lễ Phật chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, đại chúng trong hội này được nghe Thế Tôn dạy cho giáo lý bất tư nghị như thế, khiến cho hoa lòng bừng nở,
tuệ nhãn được sáng trong. Chúng con muốn biết Đại Thừa Kinh giáo này tên gọi là chi? Chúng con phải phụng trì như thế nào? Chúng sanh nương kinh này tu tập, công đức sẽ ra sao? Và những người truyền bá kinh này được lợi ích như thế nào? Quý mong Như Lai Thế Tôn vì chúng con dạy bảo. Phật dạy: Hiền Thiện Thủ, ông vì chúng sanh hậu thế mà thưa hỏi Như Lai, những điều ông hỏi rất có ý nghĩa, cần cho sự hiểu biết, mở được mối nghi ngờ cho nhiều người mà thế. Vậy ông hãy lắng ý mà nghe, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này Hiền Thiện Thủ, kinh này trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra, và ba đời các Như Lai đều bảo hộ, mười phương Bồ Tát làm chỗ quy y, là con mắt trong sáng của 12 bộ kinh trong toàn bộ giáo lý Phật. Kinh này có thể gọi nhiều tên: Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni, Tu Đa La Liễu Nghĩa, Bí Mật Vương Tam Muội, Như Lai Quyết Định Cảnh Giới, Như Lai Tàn Tự Tánh Sai Biệt, và chúng sanh đời sau nương theo danh tự đó mà phụng trì. Này Hiền Thiện Thủ, kinh này dạy rõ về cảnh giới của chư Phật, cho nên chỉ có Phật mới tuyên thuyết trọn nghĩa. Các Bồ Tát và chúng sanh đời sau y theo kinh này tu hành, lần lần tiến đến địa vị Phật. Kinh này thuộc về đốn giáo Đại Thừa, những chúng sanh căn cơ viên đốn, từ kinh này mà mở mang tuệ nhãn, tỏ ngộ chân lý Đại Thừa, nắm vững và thành thạo tất cả pháp môn tu tập khác. Ví như biển cả dung chứa nước hết thảy sông ngòi khe lạch, sức uống của thần Atula còn chưa thấy kém vơi, xá gì sự nhâm nhi của những mũi mòng bé nhỏ. Này Hiền Thiện Thủ, giả sử có người đem thất bảo nhập đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên, làm việc bố thí, phước đức không bằng người nghe một câu, một đoạn nghĩa lý của kinh này. Giả sử có người giáo hóa chúng sanh chứng được A-la-hán quả, nhiều như số cát sông Hằng, không bằng người tuyên nói giảng giải kinh này, chừng nửa bài kệ. Hiền Thiện Thủ, nếu có người nghe tên kinh này mà lòng tin không nghi hoặc, phải biết người đó không phải trồng căn lành ở 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật, mà đã trồng căn lành và đã từng nghe kinh này trong hằng hà sa số Phật rồi. Bồ Tát các ông nên bảo hộ những người tu hành ở đời sau, đừng để cho những ác ma và ngoại đạo não hại thân tâm, làm cho nản lòng thối chí. Bây giờ chúng hội có Hỏa Thủ Kim Cang, Tồi Phá Kim Cang, Ni Lam Bà Kim Cang, cả 8 vạn thần Kim Cang và quyến thuộc đảnh lễ Phật, đi nhiễu 3 vòng và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh đời sau, người nào thọ trì kinh điển Quyết Định Đại Thừa này, chúng con sẽ giữ gìn bảo hộ cho họ như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Chúng con cũng bảo hộ chỗ ở người tu hành túc trực ngày đêm, khiến cho bổn mạng bình an sung mãn trong cuộc sống, để họ vững bước tiến tu. Lại có Đại Phạm Thiên Vương, Tu Di Sơn Vương, Hộ Quốc Thiên Vương và Đại Lực Quỷ Vương cùng với 10 vạn quỷ vương quyến thuộc đồng chắp tay đi quanh Phật 3 vòng, đồng thanh tác bạch: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện bảo hộ người thọ trì tu tập kinh này ngày đêm liên tục, khiến cho chỗ ở được an ổn trong phạm vi bao quát 1 do tuần. Nếu có quỷ thần nào xâm phạm, chúng con sẽ khiến cho thân thể chúng biến thành tro bụi. Phật nói xong thời pháp, tất cả thiên long quỷ thần bát bộ quyến thuộc và các thiên vương, phạm thiên vương cùng toàn thể đại chúng rất vui mừng, tin nhận y giáo phụng hành. Lời trực chỉ, Phật dạy cho Bồ Tát Hiền Thiện Thủ, kinh này trăm ngàn muôn ức hằng hà sa Phật nói ra, ba đời các Như Lai đều thủ hộ, mười phương Bồ Tát làm chỗ quy y, là con mắt trong sáng của 12 bộ kinh trong toàn bộ giáo lý Phật. Thật vậy, lửa thì nóng, băng thì lạnh, dù cho hằng hà sa chư Phật ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, cũng đều nói lửa nóng băng lạnh, vì đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu, của cuộc đời, không ai có thể nói khác hơn được. Và khi cần sưởi ấm, nấu chính thức ăn, thì ai cũng phải dùng đến lửa. Khi cần mát, cần nước, thì ai cũng phải tìm băng. Kinh Như Lai Viên Giác Liễu Nghĩa Đại Thừa, Đức Phật Thích Ca nói, cũng tức là chư Phật ba đời nói.
Vì nội dung giáo lý kinh Phật nói ra toàn chân lý Liễu Nghĩa và mười phương Bồ Tát cũng chỉ quy y với kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa mà thôi. 12 bộ kinh Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, Nghị Luận và Ký Biệt. Trong 12 bộ loại đó, có hệ tư tưởng Liễu Nghĩa, có hệ tư tưởng Nhân, Thiên, Tiểu Giáo, Quyền Thừa, Bất Liễu Nghĩa. Kinh Như Lai Viên Giác là con mắt trong sáng Đại Thừa Liễu Nghĩa trong 12 bộ kinh. Kinh này có thể gọi bằng năm thứ tên, cũng như các kinh khác, đều có thể gọi hoặc nhiều hoặc ít tên như vậy. Điều đó tùy thuộc ở trọng tâm triển khai ở góc độ nhìn và nhận thức giáo lý. Trọng tâm của kinh này nhằm khai thị về pháp đốn tu đốn chứng, cho nên kinh này thuộc đốn giáo Đại Thừa. Tuy vậy, biển cả thì dung chứa tất cả nước sông ngòi khe lạch. Các cơ giáo khác cũng có thể tu học và vẫn có được lợi ích. Người nghe kinh này mà tin hiểu, trong lòng không nghi hoặc, là người trồng sâu căn lành, trong nhiều đời đã được gặp gỡ Phật Pháp rồi. Vì vậy người nghe kinh này phải là người rất nhiều phước đức, là người gieo trồng sâu hạt giống Đại Thừa. Tu học kinh này, Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần đều ủng hộ, khiến cho mọi tai ương bất trắc không thể xảy đến nhiễu hại. Bởi vì người này đã đóng bích cánh cửa hại nhân rồi. Trước tác tứ cố thực, yến tổng vô nghi tâm, lượng đại phước diệt đại, cơ thâm họa diệt thâm. Như Lai Viên Giác Kinh trực chỉ đề cương, tác giả Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đến đây là hết.